cây của Viễn. Viễn à, đây có cái cục hay này, cục 33, cục nhưng mà mặt sau nó không được như mặt trước, buồn quá. Đáng tiếc, đáng tiếc, rất lành lặn mà lại mặt sau đấy kém. Đấy, nhìn mặt này thì rất gấu, rất ghê, nhưng có khi tách bỏ cái rễ này ra, tách bỏ cái này ra. Nhìn chỗ này phê, phê đấy. Phê thật, nhìn mặt này phê thật. Đấy, bỏ này thì nó lộ cái vai, lộ cái tay này ra, thì có thể là nó hơi kém cái bệ một tí, lúc đấy mình tính tiếp. Rồi đằng trong này nó còn một cái nữa, bỏ thế được. Đấy, nhìn cơ mà thích kìa, bên này thì lại khác hoàn toàn. Đáng tiếc, đáng tiếc. À, còn ông này là 120 này các bác này. Tôi vừa hỏi mà giá anh em là người nhà là 100 đấy. Các bác thấy xôi được không? Xôi được không? Cây cối giờ sợ các bác nhỉ? Sợ thật đấy. Sợ thật đấy. Cây phải chợ đấy các bác nhé. Tất nhiên nó không đẹp. 100 là hết nước, hết nước bọt. Đã giao lưu cây chi cho anh? Cái này này bán rồi à? Chưa giao lưu cái này thì để chơi để chơi đấy, cây đẹp cũng để chơi, có thế thèm khác không làm gì được. Dâu giống cây của vời mà năm đầu ấy, nhưng mà cây này nó thoát hơn, nó tay cút nó hòm hòm. Đấy. Đấy, các bạn nhìn xem, thấy đồ tiền trăm nó thế nào, nó có khác gì đồ tiền chục không? Đấy. Có con này mặt này đẹp quá, đáng tiếc. Bảo đông hàng to đây, hàng to. Cây này thì không biết. Có tí nữa đến lượt hết. Cái này thì không biết của ông nào. Đây số cây, cái xe cây này. À, con nhỏ nhỏ cái của anh à? Ê, chữ nhầm của Viễn, thích bảo mẹ. Gửi trên đấy, cái của Dũng. Đấy, một cây xanh cỡ lớn này, các bác nhìn này. Đấy, mặt sau của cây tiền lít đây. Bán đi, bán rẻ em đi là bán được ngay. Đấy, lấy lỗ làm lãi đấy. Lấy lỗ làm lãi đây. Chú nuôi được một con anh nhà anh ok đấy. Anh gửi hết rồi, đấy chú nuôi cả. Yên tâm, thông một phát là thông luôn, bây giờ đến hết cả chơi cây luôn, thông chốt phát là
đấy. Mày bao nhiêu anh con này sáng chứ? Yeah. 15 triệu. 15. 15 đồng. Số ở trên xe này là số của vợ hay là số của ai đấy? À, đây. Liên hệ được thôi. Sáng cửa đấy, mày. 15. Đấy. Phần kia phía bên này. À, cái con to to này thì bao nhiêu anh? To thế này mà có 40 mà anh nữa lấy em mấy chục cái cây kia chết không. Đấy. Đấy. Chân gài dài, buồn nó bé, chân dài mà nó to. Đấy, mặt sau cái tìm trăm kìa. Nhỏ, nó có vọ, nguy hiểm lắm. Đấy, đấy. Sợ nhất mấy thằng có võ đâu. Đấy, 40 lên đường. Hai em mua đấy, phát mất ra. Đây, đây đây, cô ta cũng không được rồi. Ok đấy. Gạch luôn. Cây của anh Viễn đã quay xong. Bên này còn mà hôm nay anh em đi sang Bắc Ninh, đi sang Long Biên nhiều các bác, cho nên là bên này phát ẩn phát hiện. Tiếp không? Đấy, các bác nào thích những cái đồ đáng sợ nào. Cái này mình nhìn mình thấy nó gai người lắm á, nó gai người. Nhỏ nhỏ ấy đúng không? À. Nó đi chợ nó bán được. Ừ, hỗ trợ đang sốt. Chứ mình chơi thì nó lại khác. Nó là cái không phải 6-3 triệu nhỉ? Chơi thì lại khác. Thế em bảo nó 4 triệu rưỡi có thể 6-4 triệu. Hắn có khách. Đấy. Cháu tưởng bốc hết cả chỗ này rồi. Rồi. Đây nó là rẻ lắm, nó 12 triệu. Là 4. 12 triệu gì? Tổng 2 triệu. Là 4. Là 4 triệu. Thế sắp được rồi. Nó bảo cháu đi đúng cuối mùa mày kiếm nhiều thì sắp bán ta một lửa bán cho chồng một lửa. Anh em nẻ ra một tí cái tí cái mặt nẻ mũi. Tiền ạ. Vâng. Không lấy 5 triệu để cho mày 6 triệu là cùng đi bán lấy 4 triệu để cho mày để tiếp này. Đấy là chuẩn. Đấy nó mất con điểm. Tôi nó đi rồi. Ừ. Là cái tài vụ mua đúng không? Để 8 triệu là mua. Đúng rồi. Tôi bảo cháu bảo cháu 12 đồng mà. Thế mình mà sẵn tiền có phải chết không? Mua của ông thì sáng sớm mà. Không, ông có bảo 5 triệu. Chứ thì kèo tôi để cháu 4 triệu gần tiếng. Nhảy quá tên này, ông mà cái này đi. Cháu chơi nó cứ có tay cảnh là cái này cái gì mà tên tay cảnh đẹp này chẳng hạn. Cháu thích nó phải rút cơ. Lấy về đi. Để rút lại cơ. Đây là hôm mấy chục thì cháu thích nó rút lại cơ. Cháu về cháu lại cắt bỏ tay một tí. Đấy này đi không có đâu. Cháu về cháu cho phá da này là da Nam Điền. Tại sao mà là quê da quá da này gần lu nhá. Quê lu nhá. Không phải là cái hàng quê chơi, Nam Điền nó chống là được. Đây à, ông là ba hôm nay có bàn ba chơi bàn hai chơi. Đấy. Nam Điền nó chống là cái này. Mang ba mang ba bàn hai, còn hai cái này mỗi tay vẫn 6 triệu rồi đúng không? 6 triệu, 4 triệu. À 4, cái này 4. Đấy. À, ông thích mua. Đấy, ông
là bốc cái này đi nhá, của Quốc Ngạn nhá. Đang muốn 12 triệu. 12 triệu. Rất đỏ. Đỏ cho. Của ông ấy. Bao tiền đấy ông? 6 triệu. Ôi, này nắng nóng quá nhỉ. Cái đôi đẹp này mà Mạc Trương không thể sắp được hả? Hả? Cô khỏe quá. Hai người hỏi rồi. Bởi vì nó la liệt đúng không ạ? Nhiều lắm. Nó còn mang xe to đi. Đấy, xi này. Xi mini. Đấy, xi này bao nhiêu tiền đâu? 1,5 triệu. À đấy, vào việc luôn, cái đơn vàng là bao tiền nhỉ? Cái này à? Vâng. À, 8 triệu. Đơn đỏ chứ nhỉ? Đỏ. 8 triệu. Đơn đỏ. 8 triệu. Đấy, nhìn đây này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đăng ký dạ. Xe. Đấy. Nhép biển đỏ, quân thị trường và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhép bền đẹp, lấy ngay. Wow. Chậu này chậu cũ ngày xưa chứ anh nhỉ? Chắc có đấy. Bây giờ là mua là phải mua lại, em mua cũ chứ không có. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị khủng lắm. Đấy, cao độ 50 phân, 60 phân. Ok không? Đây đẹp quá. Sam hạt gạo. Treo cả lan này. Nhét dẻo, nhét dẻo, nhét lăn tinh, lấy ngay. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị mục lát. Chúng tôi chưa nhét dẻo, nhét lăn tinh, không bị treo. Đấy, cái phê me này. Bằng lấy xe, đăng ký xe. Nè, thấy vui vui rồi. Nhét ảnh, giấy khai sinh. Bằng khen, giấy khen. Cái me là nhà mình là bao tiền gì à? 3 triệu. Đấy, giá rẻ đấy. Hôm nay của mình là chỉ đi ở ai không anh cũng đi. Để đảm bảo cho tất cả các loại đẹp. Rồi bật xe đi. Rồi, mai xuống nghỉ. À, bán cái gì rồi? Bán cái gì rồi? Đây này có mã số đây, 0972 7272 0334. Ok các bác, nó không có cái đồ tôi thích thôi, còn có thể rất nhiều các bác sẽ thích. Liên hệ nhé.